Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Hai chú gà con tìm được một mẩu bánh mì, chúng thích thú vô cùng và bắt đầu mổ vào miếng mùi ngon. Ôi, bánh mì thơm quá, cho mình ăn cùng với nha các bạn gà con. Nào, cùng ăn với tụi mình đi. Anh còn muốn gọi ai nữa đây? Mẩu bánh mì tí xíu này cho chúng ta cũng không đủ, nữa là còn gọi thêm nó. Đủ thôi. Nào, ăn đi mọi người. Mẹ ơi, vịt con vừa ăn bánh mì với tụi con. Mẹ hãy nói đi, con chia cho vịt ăn cùng có được không? Thế là rất đúng đó con ạ. Con cho vịt ăn mới ngon lành làm sao. Có gì đáng nói đâu. Chúng ta đã cùng ăn sáng, chỉ có thế thôi mà. Nhường cho bạn là điều tốt, nhưng ai không khoe điều đó còn tốt hơn các con ạ. À.